Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sống Nguyên Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống Mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay là tâm sự của một bạn có nick là No Reason 02, diễn đàn VOZ Hồi đấy tôi đang học năm cuối, khi đấy là vào năm 2010 Lúc đó quen người yêu học bên sư phạm, người yêu thì trọ ở trong cái khu làng Phú Mỹ Tôi thì học mãi bên thủy lợi Cứ cuối tuần lại sang đó ăn cơm ké Do người yêu ở cùng với đứa bạn cùng quê Nên ở phòng hai đứa muốn riêng tư một chút cũng khó Thế là rủ nhau ra ngoài Hôm thì ra trường sư phạm đi dạo Hôm thì dạo loanh quanh từ cổng làng Phú Mỹ Ra đến cuối bến xe Hôm đi đi bộ ra đền tít cái khu nhà pháp y gì đấy Hình như là cái nhà chuyên để xác với người bị chết Mà pháp y khám xong cho về đầy đấy. đấy. Hồi đấy thì đằng sau bên xe Mỹ Đình chưa xây nhiều nhà nghỉ Với cả đông đúc như bây giờ đâu Mấy cái nhà nghỉ xây ở chỗ cổng ra xe khách Như giờ ngày ấy nó là mấy cái bãi rau muống Phía trên bờ còn mấy cái cây trứng cá Bữa nào cao hứng hai đứa ra chỗ đó ngồi tâm sự đêm khuya cháo lưỡi Bữa đó là gần 11 rưỡi đêm hai đứa vẫn ngồi ngoài đấy Trời tháng 11 thì rét như cắt vào da Bảo người yêu vào nhà nghỉ cho ấm thì không chịu Bảo là sợ ở qua đêm Con cùng phòng nó đánh giá Do người yêu mình ngoan với cả biết giữ ý Đang ôm ấp hứa hẹn tương lai các kiểu Người yêu đang ôm mình Mặt quay về phía lưng mình Thì tự dưng nó kêu lên Anh dưới kia có người dình mình kìa Tôi nghĩ bụng bà là quái 11 rưỡi đêm rồi làm gì có đứa nào rảnh Mà nhìn hai đứa đâu Mà trời tháng 11 thì nó đen như mực Người yêu mình nó nhìn thấy người dình cũng lạ Gấu thì lúc đấy rút vào trong ngực Mình quay lại đằng sau thì ôi thôi Có người nhìn thật mà không phải là người chỉ dạng nửa người kiểu như một nửa là ở trên chỗ bụi rau muống một nửa thì đang ngâm dưới nước lúc đấy mới bảo ôi cái đệch quả này bị ma nó trêu rồi chứ người gì mà lạnh thế này lại còn ban đêm nhảy xuống cái vườn rau muống làm cái gì do ngày xưa hay đi chơi đêm với là dân quê nên tôi cũng tỉnh quả đấy mà thừa nhận là có ma trêu thì gấu tôi có khi nó ngất luôn ra đấy tôi quay lại bảo với gấu đúng là cận nhìn gà hoa quốc Dù lúc đấy người tôi cũng nóng gian Mồ hôi chảy ra ướt cả cổ Bảo gấu là thôi Trời lạnh rồi đi về không muộn Thế là hai đứa rông nhau về thẳng Lúc về tôi vẫn quay lại Cái khu trồng rau buồng đấy Vẫn có cái bóng lờ mờ hướng theo Thề là đúng từ đó không bao giờ tôi dắt Người yêu tôi ra cái khu đấy lần nào Rồi đi làm rồi Thỉnh thoảng đi đầu mối Mà đầu mối thủy lợi thì toàn ở trên rừng núi Còn nhiều chuyện kinh dị hơn rất nhiều Thế thì sau cái đợt đó một năm tôi ra trường gấu tôi thì vẫn ở chỗ đó với bạn và nó cũng không biết là tối hôm đấy hai đứa đi chơi gặp phải ma trêu nghe đâu hồi làm mấy cái nhà nghỉ lúc đào móng ở cái chỗ vườn rau muồng đấy người ta đào được gần chục cái tiểu sành xếp hàng dọc với nhau mà toàn là tiểu vô chủ chả ai thờ cú gì bây giờ cái lối cổng ra bến xe đi vào bên trong người ta có cái miếu thờ mấy cái mộ vô chủ vì ở khu đó đào móng người ta hay đào được tiểu sành hay là cốt không chủ Mấy người làm nhà hay xây nhà nghỉ ở đó Người ta cũng kiếng rất cẩn thận Cái nhà nghỉ mà có người từng kể là bị bóc cổ Khéo dây móng còn có cái tiểu sành nào chưa đào lên Nên ở dưới đó người ta buồn quá Trêu chọc tí Quay lại với cái chuyện ở cái khu Mỹ Đình đấy Thẳng cái lối cổng làng Phú Mỹ đi ra Là cái đường Trần Bình Đi ra đường Hồ Tùng Mậu Trên đường Trần Bình đấy Gần khúc ngoặt thì có cái trung tâm pháp y Hà Nội Ông nào học thương mại hay quốc gia thì biết Bình thường thì tôi cũng chỉ biết chỗ ấy là cái chỗ làm việc của mấy cái ông làm bác sĩ pháp y hay đi giám định mấy cái xác chết hay tai nạn. Hồi đấy là khoảng năm 2010, trước cái thời điểm tôi với cả gấu cũ gặp con ma trêu ở cái vườn rau muống khoảng 5 tháng. Hồi đấy là mùa hè, tối thì gấu kêu là xuống chở nó đi bờ hồ ăn kem chẳng tiền. Thế là mới vác đít, xách con xe đi từ Thủy Lợi sang Sư Phạm. Hồi đấy đi từ Thủy Lợi rồi qua đường láng, rẽ xuống Xuân Thủy là đến, Mỗi lần chạy xe sang là cả chục cây số chứ ít gì Sinh viên dạy thêm tháng được 2 triệu Nên rất xót xăng Nhưng thôi Yêu là một hình thức đầu tư giải hạn Có thể sinh lợi nhuận và xác suất thu hoạch thì hên xui Tối hôm đấy sau khi lòng vòng ăn kem chẳng tiền Thì lượn khoa khu Ba Đình Rồi chạy xuống đường thanh niên Rẽ vào cái đường gì đấy cạnh Hồ Tây Hình như là võng thị thì phải Ông sinh viên nào có bạn gái Thì nên dẫn ra đây Một lần ngồi cạnh hồ nó lãng mạn vô cùng về đến cái chỗ của mấy cái dạng cây liễu thì tấp vào ven hồ Trăng thanh gió mát Phía trước là cả khoảng không gian rộng lớn Người ta lại muốn nó lãng mạn hơn Thế là ăn cháo lưỡi gần tiếng mới về Lúc đấy nhìn đồng hồ là 10 rưỡi rồi Từ đó về phải lên dốc bưởi Rồi men theo Hoàng Quốc Việt Mới về đến cầu vượt Mai Dịch Về đến chỗ Phú Mỹ là hơn 11 rưỡi Hôn nhau một phát tạm biệt Rồi ra đường Trần Bình đi về Bình thường thì chẳng sao Nay đi đến chỗ quẹo ở đường Trần Bình mà gần chỗ Pháp Y đấy thì con xe quay nó bị xịt lốp. Bà là thôi, dính đinh rồi. Định gọi điện cho gấu ngủ lại, nhưng giờ mà vòng lại thì cũng quá tội. Với cả con bạn nó còn ở đấy nên tôi cũng ngại. Thế là ra ra đường Hồ Tùng Mậu, xem có quán sửa xe nào hay không. Vì từ Hồ Tùng Mậu ra cũng cỡ 500m nữa, mà lúc đó gần 12 giờ rồi, đường thì vắng hoe. Thỉnh thoảng có bà xôi lạc bánh khúc hay mấy thằng nghiện nó đi qua. Mà hồi đấy sinh viên nên cũng chẳng nghĩ gì. Giờ nghĩ lại mà gặp thằng nghiện nào nó đói thuốc Nó xiên cho phát thì xong Đến cách cái chỗ trung tâm pháp y Tầm 40 mét Thì có cơn gió lạnh buốt chạy từ sau lưng Mà nó không phải là gió mát mùa hè đâu Mọi người cứ thử tưởng tượng Gió này giống như kiểu gió Mà mọi người vừa tắm xong mùa đông Đi ra ngoài gặp cơn gió nó phả vào người Lúc đấy cơn gió đấy thổi tới Thì mồ hôi vã ra như tắm Cộng thêm với cái việc Dắt con xe máy nữa Thì đúng là vừa ngọt vừa khắm Đi gần đến cổng thì có, có cảm giác có người đang đi sau lưng tôi Đấy là cảm giác thôi Ngó lại thì chẳng thấy gì Chỉ thấy lá cây nó xào xạc Cứ thế rông xe đi Bất chợt mắt liếc qua gương chiếu hậu xe Thì ôi thôi Có cái bóng trắng nó lập lờ ngay sau Cỡ khoảng 20 mét Chả biết nó là cái gì Vừa rong xe vừa cố chạy qua cho nhanh Mà cái xe máy thì nó nặng Không tích tiền thì vứt xứ nó đi luôn Mà vắt chân lên cổ mà chạy Thế nhưng tích tiền nên cố nhắm mắt mà dắt Mắt cứ hướng đằng trước Ngó vào cổng cái trung tâm đấy Xem có bảo vệ hay ai đó hay không Chỉ để tìm chút hơi ấm Thì chả có ai Ngước lên tầng 2 thì ôi thôi Phải có đến ba cái bóng trắng Chẳng có đầu gì Cứ vậy vậy tay ở trên đấy Đến nước này thì vừa rát vừa chạy Mồm vừa nam mua di đảo Phật liên tục May qua là khoảng trăm mét Đến cái ngõ rẽ Thì gặp bà chị xôi lạc bánh khúc Lúc đấy như vỡ được khúc gỗ Mua liền 50.000 xuân lạc mà chẳng nghĩ là mình mua làm gì kiểu như chỉ cần để nói chuyện với người thôi nghĩ bụng bảo là quả này mà gặp bà ấy chả có đầu nữa thì thôi có nước chết mà không kịp ngáp may là bà ấy là người dòng ra đến hồ tục mộng thì thôi chả có sửa xe gì điện cho thằng bạn học trường đại học quốc gia rồi ngủ qua đêm ở đấy kể hết với nó thì nó mới bảo chỗ pháp y đó thỉnh thoảng có ca nào khó hay chưa rõ nguyên nhân người ta hay đưa về đó giám định không thì đem ra nhà xác nó biết điều này vì nhà nó có người làm bên giám định ở tỉnh Thôi lần sau tôi cạch chả dám đi khuya Câu chuyện kế tiếp thì của một bạn có nick là Sơn Lương Kể vào ngày mùng 9 tháng 8 năm 2024 Bãi biển Cần Thạnh, Cần Giờ, Cạn, Thoai Thoải Ngư dân đi lấy bộ có thể đi bộ ra xa gần 5 số về hướng Vũng Tàu để đóng đáy thu lưới Bên kia 15 số đối diện là thành phố Vũng Tàu, Cảng Phú Mỹ, Làng Trài Long Sơn Hồi đó Cần Giờ còn hoang vu, người ta vẫn kêu Cần Giờ là huyện duyên hải thuộc bà rịa vũng tàu. Thuyền nhân vượt biên vùng Sài Gòn chợ lớn thường đi xuống tàu trung chuyển bằng cái lối này. Đợi đêm khuya lợi dụng màn đêm đi ghe nhỏ để ra tàu cá độ tít ngoài xa, rồi chạy ra biển đông để ra hải phận quốc tế. Ông ngoại tôi từ trên bờ đã thấy xác một cô, ông lội xuống vớt cô lên đưa về vườn xoài nhà để chôn cất ông ngoại vớt cô lên, cô tầm 18-20 tuổi, vì nước biển đã làm biến dạng nhưng vẫn có thể nhìn được khuôn mặt cô. Theo như tả thì tóc cô rất dài, cô trôi sấp lững lờ trên mặt biển. Mái tóc dài của cô xóa linh bình trên từng con sóng êm êm, đưa thi thể cô vô bờ. Băng đi gần chục năm, có một bà bác tự dưng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đem tấm hình của một cô gái đưa cho ông ngoại tôi xem. Ông ngoại mới hỏi là mối quan hệ thế nào với cô gái này bà ấy mới nói bà ấy là má ruột của cô ấy. Cô gái trong hình chính là cái cô mà ông đã vớt xác. Ông nhận ra cô ngay vì mái tóc dài bết đất của cô. Ông vẫn nhớ khuôn mặt của cô khi vớt cô lên để tập liệu. Má cô mới kể, cô ấy là người Sài Gòn, năm 75, đang yêu một sĩ quan Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4, người yêu cô lên máy bay mà không kịp được cô theo. Sau khi qua Mỹ, ông mới biên thư về kêu cô vượt biên và ông sẽ đón cô ở trại tị nạn Cô xuống tàu với tình yêu thương mong chờ tin tức của ông suốt bao nhiêu năm trời Chắc ông bên kia cũng đã vô vọng chờ tin cô Từ ngày cô đi, má cô cứ đổ bệnh Má cô nằm mơ tới cô về, kêu lạnh và đơn độc Linh cảm của người mẹ biết là con gái mình gặp chuyện không lành Với tin tức lan truyền ra khắp xóm Chiếc tàu nhà này chìm, chiếc tàu nhà kia cũng chìm Khiến cho bà không thể yên tâm mà giờ tìm con thì biết tìm ở đâu chủ tàu và người tổ chức vượt biên cũng bắt vô âm tín cô thì cứ về báo mộng liên tục cô chỉ cho má cô là đang nằm trong một khu đất có nhiều cây cối phía trước có một hồ sen muốn tới đó thì phải lội qua biển qua hai chuyến phà má cô ngồi nghĩ thì đi đại về hướng cần giờ khi bà đi tới gần phà bình khánh rồi tới phà dần xây thì bà khóc nức nở người run lên bà tin là bà đã tìm đúng đường sắp tìm được con Cô ấy đã báo mộng chỉ đường cho mẹ Tới để đem cô về Qua phà dần xây Bà cứ đi thẳng miết hơn 20 cây số Đi đường rừng xác Tới gần một cái ngã ba lớn Bà gặp một cái hồ sen Bà khóc và đi vòng vòng Thì gặp mấy cái ngôi mộ trong vườn xoài nhà tôi Thần giao cách cảm Linh tính của một người mẹ Bà nhìn những ngôi mộ thì bà tin là con gái mình nằm trong đó Chỉ cách bà một hàng rào lưới B40 Bà có hỏi thăm Bà con xung quanh mới biết Chủ đất là ông ngoại tôi Sau khi gặp ông ngoại Bà mới quyết định là để cô nằm lại cần giờ Mỗi khi có dịp Bà lại biên thư hỏi thăm ông ngoại Và xuống thăm cô Hồi đó chỉ có thư từ qua lại Chứ không có điện thoại tiện như bây giờ Việc đi từ Sài Gòn về Cần Giờ ngăn sông cách biển cũng nhọc nhằn lắm Vài năm sau, ông ngoại tôi mất Bao nhiêu năm không về Cần Giờ thăm ông ngoại và cô Tự dưng má cô đột ngột về đúng ngày đám ma ông ngoại Má tôi mới hỏi là sao biết ông mất mà xuống Bà mới nói là bà nằm mơ thấy cô về Nói là ông mất rồi Kêu má về thăm ông Nên sáng sớm bà xách đồ lò dò xuống Tới nhà thì thấy kèn trống tùng trang Mới biết được cái sự linh thiêng của cô Kế tiếp là trải nghiệm của một bạn Có nick là độc cô Obama trên diễn đàn VOZ bạn này thì là quản lý ốc selfie 345 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Và trước khi đọc câu chuyện này thì mình xin nhấn mạnh là kênh chuyện của mình là kênh chuyện tâm linh Câu chuyện này liên quan tới trải nghiệm của một dân chơi thời xưa Những vấn đề liên quan tới tệ nạn xã hội được đề cập trong câu chuyện này Chỉ là để làm rõ hơn những trải nghiệm của người kể Ngoài ra sau khi sự việc này xảy ra Thì người kể câu chuyện này cũng đã không còn dính tới tệ nạn xã hội nữa Và đây là mình cũng khuyến cáo luôn mọi người Hãy tránh xa tệ nạn xã hội Để giữ gìn cho chính bản thân mình Đây là những chuyện xảy ra trong thực tế mà tôi tận mắt chứng kiến Cũng có thể lúc đó thần kinh chưa ổn định Nên sinh ra ảo giác không chừng Dù đã bỏ được hơn 7 năm Nhưng ký ức vẫn còn nhớ như nguyên Không ai trong cuộc đời này mà không mắc sai lầm có những sai lầm có thể sửa chữa Nhưng cũng có những lỗi lầm trầm trọng đến mức Nó ám ảnh bạn cho đến tận cuối đời Dù chúng ta cố gắng khắc phục lỗi lầm đến thế nào đi nữa Tôi cũng vậy Dù đã từ bỏ ma túy tổng hợp Được hơn 7 năm Nhưng mỗi đêm tôi cũng thường hay gặp ác mộng Lỗi lầm lớn nhất đời tôi không phải là chơi thuốc lắc Mà là chủ trì một buổi chơi bời Trong cái đêm hôm đó Đó là tổ chức bay đêm Trong phòng người sắp chết Thằng chính và tôi quen nhau từ năm cấp 2 Chơi thân với nhau cho đến khi ra trường Hai anh em chúng tôi hợp nhau nhiều thứ Trong đó phải kể đến là thú vui bay lắc thầu đêm Ba mẹ nó thì mất sớm Để nó và bà ngoại sống đơn chiếc Trong căn nhà hẻm lớn Trên đường Trần Phú Ngày trước Mỗi khi qua nhà nó chơi Tôi thường hay gặp bà Dù ít khi nói chuyện với nhau Nhưng bà cũng dành cho tôi những ánh mắt chiều mến Vì thằng chính thường hay kể về tôi như một người bạn trí cốt Tuy nhiên, kể từ khi nó chính thức vào ngành thì thái độ chiều mến của bà bà, tên thân mật mà tôi thường hay gọi ngoại, đã không còn. Thay vào đó là những lời trách móc, những ánh mắt từ không vui cho đến đầy căm hận mà mãi sau này mỗi khi nhớ lại tôi vẫn phải dùng mình. Một nỗi oan khó phân bùa. Thật sự là những ngày đầu nó tập tĩnh chơi thì tôi đã được đóng mát là dân chơi rồi. Nên dù không phải tôi lôi kéo nó vào con đường này, nhưng hầu như mọi người xung quanh đều cho rằng thằng chính nhiễm hư vì tôi. Thật lòng thì tôi cũng khá bất ngờ khi nó nuốt chửng con LV hồng Một loại thuốc lắc khá phổ biến trong giới ăn chơi lúc đấy Mà lại ngay trong lần đầu tiên hai đứa đi sàn dự sinh nhật nhỏ bạn chung Kể từ lúc đó tôi và nó lại thân càng thêm thân Những cuộc vui thâu đêm của tôi không bao giờ vắng bóng nó Hai tháng sau, những ngày vui trên sàn ngày càng nguy hiểm các quán bar thường xuyên bị kiểm tra trong khi các thông tư nghị định mới ngày càng bất lợi cho dân chơi đi sàn chơi mà lờ ngờ thiếu thông tin một chút trong khoảng thời gian từ 12h30 đến 1h30 là có nguy cơ lên xe giường nằm về quận thử nước tiểu. Hai đứa tôi cũng ý thức được cái chuyện đấy nên thống nhất với nhau là chuyển sang các phòng karaoke có dàn âm thanh cao cấp và cách âm tốt để tận hưởng những bài nhạc Việt Nam remix mà tôi thích cũng như thỏa mãn sở thích múa may quay cuồng của nó. Ba năm khôn không bằng 1 giờ dài Trong một lần đi sinh nhật Ông anh xã hội hay bán đồ cho chúng tôi Quán karaoke bị kiểm tra Sau khi bị bắt Chúng tôi mới toát mồ hôi hột khi biết rằng Hành vi tổ chức chơi ma túy tổng hợp trong phòng karaoke Còn nặng hơn là những cuộc vui trên ba sàn Nơi mà rất khó xác định được người đứng ra tổ chức 4 tiếng ngồi thấp thỏm trên đồn Chúng tôi cũng được về Sau khi trình hộ khẩu thường trú Và bị ghi vết trong hồ sơ Cũng như thông báo về nơi cư trú Điều này có nghĩa là nếu bị bắt thêm một lần nữa Thì hai chúng tôi sẽ bị đưa đi cai nghiện cũng vì cái lẽ đó mà tôi và nó đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Đó là tổ chức bay tại nhà cho an toàn 5 ngày sau khi bị bắt Hai chúng tôi mới hoàn hồn và bắt đầu thực hiện dự định đó Chuyện set up một phòng bay lắc ở nhà rất là đơn giản Nếu như bạn có đôi tai không quá tinh tế hay yêu cầu quá cao Một bộ đèn chiếu, một chiếc loa bluetooth hạng chung và một căn phòng kín Chuyện có cách âm hay không thì cũng không quá quan trọng Trừ khi bạn vạn âm lượng quá to ảnh hưởng đến xóm giềng hoặc sợ những người trong gia đình nghe thấy Căn buồng trên lầu 2 của thằng chính là một địa điểm lý tưởng Sau tiếng hì hục chạy đi, lựa đèn mua loa Cuối cùng cũng đã có một căn phòng bay gọi là tạm ổn Hai đứa chúng tôi quyết định khẩn trương ngay trong đêm để tận hưởng thành quả Khách mời đương nhiên là đội hình quen thuộc ngày nào Con Trang, thằng Hữu, vợ chồng thằng Quang bạn tôi Chúng nó tổ chức đám cưới vào cuối năm 2017 Tôi sở dĩ nhớ rõ như thế Vì đấy là cái đám cưới đầu tiên mà tăng ba Tôi đi lắc với cả cô dâu lẫn chú rể Bây giờ tối hôm đó Tôi gọi điện cho anh Hồng Là một mối giao đồ tôi mới kết nối được gần đây Mà thằng chính cũng như đồng bọn Đánh giá là giao đồ ngon và đủ số Nhà chúng tôi có 6 người Nên tôi gọi trục nút Tức là tên lóng của kẹo và thuốc lắc Cùng với hộp 5 cơm Một định lượng khá phổ biến của ketamin Đủ cho một nhóm tầm 8-10 người chơi thâu đêm mà giá lại rẻ hơn mua lẻ từng chấm. Bốn đứa bạn lần lượt tề tựu đầy đủ ở nhà thằng chính sau 9 giờ tối. Nhà nó tuy không dài nhưng bề ngang khá rộng, lại có con hẻm lớn nên ô tô của vợ chồng thằng Quang dư sức chui vào. Nhắc mày nhớ, mặc dù đã qua nhà nó nhiều năm nhưng đây là đêm đầu tiên tôi nghĩa đến sinh hoạt của hàng xóm xung quanh. Tôi nhận ra mình rất đúng đắn khi xét tắp phòng bay ở đây vì xóm giềng ở đây đi ngủ rất sớm, lại sống khá khép kín, không có bóng người không một cái nhìn soi mói khi bọn bạn tôi ẩm ĩ chạy xe vào nhà. Phạm vi mở nhà của chúng tôi chỉ gói gọn trong phòng thằng chính, nhưng vì đây là lần đầu tiên chơi tại gia nên sau khi bật nhạc, hai đứa tôi cũng đi xuống phòng ngoại để kiểm tra xem có ồn xuống sàn ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà hay không, vì gần đây sức khỏe của bà cũng yếu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Theo lệ thường thì chỉ có hai bà cháu thì mọi việc thằng chính đều phải nhất nhất nghe lời ngoại. Thế nhưng từ lúc tập tành chơi thuốc lắc, những lần đi sớm về khuya như cầm bữa Khiến cho những câu la mắng yếu ớt của bà ba Trở nên quen thuộc với nó Tôi cũng đã quen với mấy câu lầm bầm của bà ba Nên cũng làm lơ kiểm tra cho nhanh Rồi leo lên lầu nhập bọn Bảo nó nhắn kìa Có cho nó qua chơi chung không Giọng con di vợ thằng Quang sang sảng Lấn át cả tiếng nhà chắc chúa Đang phát ra từ cái loa Bluetooth Sony Mà chúng tôi vừa sắm Không đợi mọi người trả lời tôi chốt ngay Bảo nó mua dùm cái lọ sinh gum luôn Kẹo này ngon nhưng mà chơi hay bị nghiến răng lắm Gần 40 phút sau Thằng Bảo cũng qua nhà bọn Lúc này bọn tôi đều đã lên đồ cả Đứa thì nhảy múa tưng bừng Đứa thì nằm im phiêu theo điệu nhạc Con Trang thì dính chặt lấy cái điện thoại không buông Chỉ có mỗi thằng Bảo là mới qua còn tỉnh Lúc bước vào phòng Nó còn nói với thằng chính một câu mà giờ này hồi tưởng lại Tôi mới thấy dùng mình Này Nhìn ngoại mày sao cứ ghê ghê ấy Thằng chính thì chẳng buồn bận tâm đáp ngay kệ bà ấy vô đồ đi cô. Lúc đó là tầm hơn 2 giờ sáng Cuộc vui đang ở mức đỉnh điểm Đột nhiên đèn bay vụt tắt Máy lạnh cũng tắt ngúm Chỉ có mỗi cái loa ở góc phòng là vẫn đang phát nhạt đều Nhờ có cái pin sạc Dần bay lắc chỉ có ba cái kỵ Xếp từ trên xuống dưới Là tắt nhạc, nóng nực và không có đèn bay Do đó cái việc cúp điện Ảnh hưởng rất lớn tới người chơi Thậm chí có thể gây bể bê Hoặc sập hầm, gãy cánh Tức là tiếng lóng ám chỉ những trạng thái khó chịu Ngất xỉu hoặc co giật Mà người chơi gặp phải Thằng chính bật dậy mở cửa phòng kiểm tra lại đèn đóm Thì phát hiện ra Lầu 1 vẫn có điện Giá như lúc bình thường Thì tôi đã trổ tài sửa điện Nhưng thực sự lúc đó đứa nào cũng nửa tỉnh nửa phê Nên cả đám lòng ngóng như bọn gà mắc tóc Dễ phải tới hơn 10 phút sau Tôi mới trấn tĩnh lại Và đưa ra một quyết định mà sau này Ám ảnh bản thân cả cuộc đời Đó là xuống phòng bà ba chơi Và đưa bà lên lầu ngủ Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản Là bà lớn tuổi không dùng máy lạnh Chỉ cần mang đèn và quạt sạc lên lầu cho bà là được Thằng chính nó cũng đồng ý với tôi Vì tình thế hiện tại mà ngừng chơi Thì khác nào là hành xác Bà ba không buồn hỏi Cũng chẳng lập bẩm như thường lệ Chỉ chậm chạp lê từng bước ra khỏi phòng Như một cái xác sống mà tôi hay coi trên phim Đó là thắc mắc lớn nhất của tôi cho tới bây giờ Có lẽ bà vẫn chưa định hình được Chúng tôi đang chơi môn gì Hoặc giả như bà cho rằng thằng cháu bà chỉ sinh hư khi đi đêm bên ngoài Cho nên dễ dãi với bọn tôi hay chẳng Chẳng ai biết và cũng không còn tâm trí để mà quan tâm Cả đám lại bật nhạc, đèn và mở máy lạnh hết công suất để tiếp tục cuộc chơi Một lúc sau tôi mắc tiểu nên ra khỏi phòng đi toilet Dân chơi cái món này thường hay bị mất nước dẫn đến khô môi Nên thường phải uống nước nhiều Một đêm đi tiểu 5-7 lần cũng không phải là lạ Ban công lầu 1 kéo dài từ phòng chơi cho tới toilet Tuy không xa Nhưng lại khiến cho một đứa dính đồ như tôi Cũng phải vất vả lắm mới tới đích Lúc đi ra Tôi liếc thấy ngoại thằng chính Đang đứng trên ban công lầu 2 Làm đi làm lại một động tác gì đó mà tôi không nhớ Ánh đèn leo lét của đèn sạc Từ phòng bà hắt ra ban công Cộng thêm ánh mắt vô hồn như nhìn về một cõi xa xăm Khiến cho tôi rợn rợn Toàn tiếp tục bước đi Thì bỗng dưng tôi giật nảy mình Lùi lại phía sau Vì bà đột nhiên ném cái ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi cái nhìn đột xuất giữa đêm khuya như vậy đầy oán hận. Chỉ mới vài giây trước, ánh mắt bà còn vô hồn, yếu ớt nhìn về phía cửa rào, thì đột nhiên lại sáng quắc, chĩa thẳng vào tôi. Sự thay đổi đột ngột đó làm cho tôi mất bình tĩnh, và ngay lúc đó tôi biết rằng tôi đã bể bể. Mất vài giây định thần, tôi cúi đầu tỏ như chào bà, rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay về phòng. Vào phòng thì tôi không kể chuyện này với ai, nhưng từ phút đó, tôi hạn chế uống nước để không phải đi tiểu. Và cuộc chơi đối với tôi xem như tạm kết thúc Vì tôi chơi đồ không còn lên Sáng hôm sau Mọi người về hết Chỉ còn tôi ngủ lại trong phòng Cùng với thằng chính Thì bỗng dưng hai thằng nghe thấy tiếng chị Lan Thường đến giúp việc mỗi buổi sáng hết lên một cách kinh hoàng Thì ra Bà ba đã té chết trong toilet lầu 2 từ khi nào Ba ngày đám tang của bà ba Cũng là những ngày tôi làm nhà một mình như thằng điên Lúc thì tôi tự trách mình Vì đã đưa ra ý kiến đổi phòng dẫn tới cái chết đột ngột của bà. Lúc thì tôi lạnh gáy hồi tưởng lại cái nhìn sáng quắc của bà vào đêm qua và tưởng tượng rằng lúc đó có thể bà đã mất rồi. Cái hình ảnh vô hồn như là từ cõi xa xăm vọng về, kiểu nuối tiếc hay oán hận một chuyện gì đó. Trong ba cái hôm đấy, tôi vẫn sang nhà thằng chính để phụ giúp ma chay, nhưng tuyệt đối tôi không dám đến gần quan tài. Tôi có cảm giác, nếu như mình đến gần quan tài thì người bà đã nằm bên trong có thể sẽ xoay đầu. Và hướng đôi mắt trừng trừng Nhìn về phía tôi xuyên qua lớp ván giày Chuyện đó Cứ ám ảnh tôi tới gần cả tháng trời Trong cái khoảng thời gian đó Thằng chính cũng bận rộn lo giấy tờ thừa kế Nên những cuộc chơi bay lắc thâu đêm Tạm hủy bỏ Đúng như các đàn anh đi trước đã phán Thuốc lắc và ketamin không gây nghiện Không gây cồn cào khó chịu Hay đau đớn khi thiếu thuốc Thế nhưng tôi đã lầm Gần một tháng sau Mọi chuyện dần ổn Cảm giác buồn chồn lo lắng trong tôi không còn Tôi tự nhủ rằng Bà đã lớn tuổi Nên nếu không té trên toilet lầu 2 Thì cũng té ở toilet lầu 1 Cảm giác có lỗi dần tan biến Nhường chỗ cho những kỷ niệm bay bổng ùa về Lúc đó tôi biết được Thuốc lắc làm cho ta nhớ những cuộc vui Và tái nghiện Thằng chính mới gọi tôi Đúng ngay lúc tôi đang hồi tưởng về những cuộc vui ngày trước Lời than buồn của nó Dường như gãy đúng chỗ ngứa của tôi Tôi ghé thăm nhà nó dù không thống nhất chơi bởi gì cả, nhưng tôi và có lẽ nó cũng thế đều hiểu rằng, em mày, tối nay bay một đêm giải sầu. Đêm nay phi đội có vỏn vẹn 4 người. Thằng Bảo không qua được, vợ chồng thằng Quang đi vũng tàu chưa về, còn mỗi con Trang và thằng Hữu nhập bọn. Tuy ít người nhưng được cái đồ chơi anh hồng giao đêm nay có vẻ khả quan. Chục con kẹo đầu lâu xám hình vuông cứng cáp hàng nhập có lẽ sẽ là điểm nhấn chính của buổi họp mặt đêm nay. Không biết có phải là sợ lâu quá tôi không chơi lại Sẽ mất mối hay sao Mà ke đêm nay anh giao cũng ngon không kém Ba túi ni lông định lượng chuẩn Từng chấm đựng những hạt tinh thể Đều như bắp và khá trong Không đục như những loại tôi từng chơi Và được anh quảng cáo là êm hơn cả khay kim tuyến Hơn 3 năm ăn chơi Tôi cũng chưa từng thấy cái loại này bao giờ Bấy nhiêu hấp dẫn Đã khiến cho tôi quên khuấy mất cái cảm giác sợ sệt đêm nào Trong căn nhà này Thằng Vũ giờ đã dọn xuống lầu 1 ở Không biết là do sợ cái toilet lầu 2 Hay sợ mỏi chân Nhưng nếu tôi là nó thì tôi cũng làm vậy Lầu 2 giờ sửa thành phòng thờ Tấm hình bà ba chụp chung với thằng chính 3 năm trước Đã được cắt ra đặt trang trọng trên bàn Hương khói nghi ngút Có lẽ bà ít chụp hình Hay không có tấm nào còn rõ Nên chính nó lấy tạm tấm hình này Vì tôi thấy 1 phần 3 đầu của thằng chính Còn dính trên hình thờ Cảm giác không được may mắn Và nếu là tôi thì tôi sẽ không làm như vậy Thắp xong nén nhang Tôi nhanh chóng xuống lầu Thằng Chính cũng lật đật đi theo sau Là anh em thân thiết hơn chục năm Tôi không ngại nói đùa một câu Mày sợ ngoại mày à Tưởng rằng nó sẽ dài dòng giải thích Hay chửi tôi hỏi tào lao Nhưng không Nó đáp Ừ Làm cho tôi im bặt Tựa dưng lạnh cả sóng lưng Tôi tăng hết tóc xuống lầu Chẳng dám thắc mắc nữa Nhạc bật lên gần 30 phút Đồ cũng bắt đầu thấm nó không nhảy múa như thường lệ Mà lại ngồi tâm sự với tôi Mắt ra vẻ rất là nghiêm trọng Và toát lên sự sợ hãi Nó nói Chắc tao phải bán nhà thôi mẹ ạ à? Tôi thắc mắc Mày kẹt tiền à Hay là lần cấn thừa kế nhà với dì hai Nó im lặng hồi lâu rồi mới đáp Tối nào tao cũng mơ thấy ngoại Tôi mới trấn an Chắc là mày nhớ ngoại quá Nó không xác nhận Chỉ nói thêm một câu Ngoại cứ nhắc mày hoài Tôi buông tay Làm rớt luôn đĩa kè Làm cho ít kè rơi vãi xuống nệm Tụi con Trang vừa xúc kè vào đĩa vừa tò mò Mày xả ngà, Sao hôm nay lên nhanh thế Tôi khùng đáp Tay vẫn còn run run Hỏi nhỏ thằng chính Nhắc nhắc chuyện gì Tụi thằng hữu con Trang không hiểu gì Nhưng cũng tò mò nghe ngóng Có lẽ đây là đặc tính của dân chơi kè Đấy là hơi tò mò, hiếu kỳ và đa nghi Chính đáp Hỏi mày là sao không qua tháp nhang? Thôi chơi đi, đừng nghĩ nữa. Cặp mắt nó nhìn qua nơi khác, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết là nó đang nói dối. Tầm một giờ sau, tôi vẫn đang mông lung suy nghĩ, thì cảm giác đáng sợ nhất đã ập tới, đó là mắc tiểu. Mọi người phải là tôi, phải thử trải qua cái đêm đó, phải đi thử cái hành lang âm u đó mới biết tại sao tôi lại sợ đến như vậy, sợ thậm chí còn hơn cả sợ phải đi cai nghiện. Tôi cố nín nhịn đảo mắt xung quanh tìm đồng đội đi chung Nhưng hình như tôi là đứa thận yếu nhất thì phải Bởi vì không đứa nào có nhu cầu Tôi đột nhiên nôn nọe Ra dầu khó chịu Nhờ thằng chính dìu vào toilet Tao mệt quá Đỡ tao vào nhà tắm cái Mà mọi người biết đấy Nhờ người ta dìu đi ói thì không có nhục Như nhờ dẫn đi đái Dãy hành lang lầu một vẫn âm u như lúc trước Tựa tay vào vai thằng chính Mắt tôi vẫn cố lướt lên Chỗ hành lang lầu 2 Nơi mà bà ba đã từng trừng mắt nhìn tôi Đêm nay nó tối hơn nhiều so với những lần trước Vì không có người ở Chút ánh sáng màu đỏ từ cái đèn thờ hắt ra Phút chốc cứ chớp tắt Khiến cho không gian ở là hành lang lầu 2 Thêm phần âm u kỳ bí Bước vào toilet Tôi vờ nôn mẹ vài tiếng rồi xả lấy xả đề Chốc chốc Lại hỏi bông qua vài tiếng cho đỡ sợ Nhưng thằng chính bê quá Chẳng buồn trả lời Mở cửa ra tôi nhìn thấy thằng chính Đang ngồi bệt dưới đất mặt ngáo ngơ nhìn chằm chằm vào lầu hai tôi thấy tội nghiệp nó vì tôi mà bị sảng đồ nên kẹp nách nó kéo dậy dẫn về phòng đột nhiên nó giật tay ra nói chuyện một cách dứt khoát không hề giống với một đứa bị ngáo mày vào trước đi tao lên lầu thăm ngoại nói xong nó lững thức đi trước bước lên lầu tôi xón quá vội vã lủi ngay về phòng chẳng buồn nhìn theo thằng bạn thân đang chầm chậm leo lên lầu hai nó nửa giờ sau Tay đấm cửa dần xoay Thằng chính bước vào phòng Đôi mắt vẫn dại dại như lúc nãy Nó tiến tới gần tôi Mắt nhìn vào khoảng không ở sau lưng Rồi nói nhỏ Lên lầu 2 chơi với ngoại chút đi Ngoại nhắc mày Giữa cái lúc mặt tôi sóng quét Ủa không biết trả lời thằng chính như thế nào Thì cả đám phá lên cười Con chàng giọng thích thú Ngu quá Nó dắt mày nãy giờ Dắt là một hành động thường thấy trong các cuộc vui bay lắc mà người cho rằng mình tỉnh táo đi hại một người chơi yếu hơn tin vào hoặc là thực hiện một điều gì đó mặt tôi sượng đờ nhưng vẫn cố chống chế biết vậy sợ cho tụi bay vui cả đám cười vang xóa tan hết những u ám trong lòng tôi tự nhủ lần tè tới có nên đi một mình để chứng tỏ chúng nó là đã sai hay không đến 3 giờ sáng những bản nhạc non stop dập đồng đình không còn tạo cảm giác phiêu cho cả đám nên chúng tôi chuyển sang các bài nhạc khe không lời Để cho cả nhóm đi cảnh Thằng Hữu thận tốt nhất Từ đầu cuộc chơi cho tới giờ Chưa thấy đi tè Giờ cũng lục đục đi toàn nét. Tôi thì chưa mắc lắm Nhưng cũng muốn dọn dẹp cái bụng Để tránh phải xông chậm một mình ngoài hành lang Nên mới leo đeo theo sau Mặc kệ lũ con trang và thằng chính vẫn đang cười quốc khích Tẻ xong Cả hai dạo bước về phòng Thì thằng Hữu kéo tay tôi chỉ về phía cầu thang Thằng chính nó hù mày kìa Tôi thoáng giật mình Rồi lại phì cười vì cái thằng này nó diễn lộ quá Nó nằm ngay cầu thang hành lang lầu 2 Đắp cái chăn màu đỏ Chùm kín đầu Mặc dù khá yếu Nhưng tôi vẫn nhận ra cái chăn khá ngắn Không thể che hết cả người cao nhỏ của nó Nên hai bàn chân xì ke của nó lọt thỏm ra ngoài Định bụng là sẽ dọa Tôi không bỏ chạy mà chỉ về phía phòng thờ la lên Bà hiện về kia chính ơi Đèn đỏ phòng thờ lúc đấy vụt tắt Khiến cho tôi hốt hoảng toan bỏ chạy nhưng rồi nhận ra đó chỉ là sự trùng hợp Khi đèn chớp tắt đúng lúc tôi chỉ tay mà thôi Thằng Hữu thì vẫn đứng Cười kế bên Trong khi thằng Chính thì lì lậm hơn Nằm im bất động Tôi vờ gần giọng Ừ nằm đây luôn đi con Ta khóa phòng lại cho khỏi nghe nhạc Thế rồi tôi kéo tay thằng Hữu Đi về phía phòng Lòng cứ đinh đinh là thằng Chính lần này phải bỏ cuộc mà thôi Nghĩ đến cảnh nó đổ mồ hôi Bể cả bê trong cái mền Mà tôi phỉ cười vừa nắm tay đấm mở cửa Thì cả tôi và thằng Hữu đều la thốt lên kinh hoàng Khi thấy con Trang và thằng Chính đang nằm trôi Tức là đi cạnh Vậy thì cái người giả ma giả quỷ lúc nãy trong cái tấm chân là ai? Thằng Hữu thì là một đứa vô thần Sau cái phút hoảng hốt Nó chụp vội cây chổi rồi chạy ra hành lang Tôi còn đang phân vân không biết có nên chạy theo hay không Thì nghe thấy tiếng la hoảng lẫn giữa tiếng nhạc Lúc này tụi thằng Chính và con Trang cũng đã ngơ ngác tỉnh dậy Tôi không kịp suy nghĩ Lôi ngay hai đứa kia chạy ra Kiếm thằng Hữu Thì thấy nó ngồi ngay đầu cầu thang hành lang lầu 2 Đúng ngay cái chỗ tấm chăn đỏ lúc nãy Mặt nó hơi hốt hoảng Mắt ráo rác nhìn xung quanh Có sao không? Chuyện gì mà la hoảng thế? Tôi hỏi dồn dập Thằng Hữu thì đáp với giọng run run Không còn thấy nó đâu nữa Nhưng mà mày nhìn này Cả đám chăm chú nhìn vào mặt sàn Nơi kẻ lạ mặt nằm đắp chăn Thì thấy mặt sàn còn hơi ướt, ướt tựa như là mồ hôi của con người khi nằm lâu ở trên sàn nhà. Sờ vào thấy hơi lạnh, nhưng mùi vị thế nào thì tôi không rõ vì chẳng ai dám đưa lên người cả. Sau một hồi bàn bạc, bà, cả đám quyết định là nghỉ bay và trở về phòng để cùng nhau phân tích câu chuyện kỳ lạ hôm nay. Ngay khi hai đứa tôi đưa ra cùng một mô tả giống hệt nhau về người lạ và cái chăn lúc nãy, thằng chính hỏi ngay: "Thế cái chăn màu gì?" Cả hai đứa tôi đồng thanh đáp: "Đỏ." Thằng Chính suy nghĩ một lúc rồi nói Nếu cùng nhìn thấy giống hệt nhau đến cả màu sắc Thì không phải là tụi mày bị ảo giác Mà thật sự đang có ai đó nấp trong nhà tao Trang lờ mờ nhận ra điều gì đó Vội nói Mày lấy hình đám ma bà mày ra cho tao xem Cả đám lạnh cả súng lưng khi nghe nó phát biểu Vì nó vậy chẳng khác gì ám chỉ mọi chuyện liên quan tới bà bà Thế nhưng tôi lên tiếng đồng tình với cái ý kiến đó Vì tôi cứ nghi hoặc là cái chuyện này liên quan tới tâm linh những trang album đầu tiên lật ra Toàn là những tấm trước lúc liệm Nên khá là ám ảnh với tôi Tôi chẳng dám nhìn kỹ Khi đến cái đoạn để chuối xanh lên bụng Thì tôi mới nhìn kỹ hơn Và trong đầu tờ mờ nhận ra điều gì đó rất quen thuộc Trong mấy tấm ảnh Nhưng chưa thể xác định được Tính lật trang kế tiếp Thì thằng Hữu la lên Lúc nãy là cái chăn này này Cái chăn vải màu đỏ Đắp từ đầu tới chân bà ba Lúc này có vẻ còn đáng sợ hơn cả cái xác chết mà nó phủ lên những nét hoa văn trừu tượng trên nó càng làm tăng thêm cái vẻ ma quái bí ẩn. Câu chuyện bị tạm dừng ở đây do tác giả quyết định là ngừng kể tiếp vì sợ ảnh hưởng tới những người đang sống. Đại khái là sau khi câu chuyện này kết thúc thì tác giả cũng bỏ luôn cái món đam mê tệ nạn xã hội. Còn về thằng bạn thì có lẽ giờ nó đã bán nhà